Chẳng sao anh hào quang showbiz thì nhiều sao Việt vẫn lặng lẽ sắp xếp thời gian đến trường đến lớp, thu nạp thêm kiến thức và dùi mài kinh sử. Kết quả không phụ lòng người khi họ đạt thành tích học tập loại xuất sắc và được giữ lại trường với vai trò giảng viên. Đằng sau ánh hào quang showbiz thì nhiều sao Việt vẫn lặng lẽ sắp xếp thời gian đến trường đến lớp, thu nạp thêm kiến thức và dùi mài kinh sử. Kết quả không phụ lòng người khi họ đạt thành tích học tập loại xuất sắc và được giữ lại trường với vai trò giảng viên. Hơn hết, công việc trong người này lại được xã hội trân trọng và có tuổi thọ lâu dài. Leo Ngân Anh sinh ra trong một gia đình tri thức nên sau khi đăng quang, Ngân Anh gác lại giấc mơ showbiz để hoàn tất việc học. Vào tháng 1 năm 2020, cô tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ loại U của trường đại học Stanford, Manchester, Anh sau gần 2 năm học tập. Sáng ngày 5 tháng 8, trên trang cá nhân Hoa hậu Đại Dương 2017 bất ngờ thông báo tin vui đến mọi người rằng sau thời gian tập sự, cô chính thức là giảng viên ít tuổi nhất của trường đại học Hoa Sen. Tôn chỉ đào tạo của đại học Hoa Sen là cam kết xây dựng không gian học thuật gắn liền với trải nghiệm thực tế, và để đi theo định hướng ứng dụng thực tế đó, phía nhà trường luôn cởi mở và không ngừng cập nhật xu thế qua việc liên kết với các doanh nghiệp đối tác, các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực để hợp tác đào tạo, cũng như tạo cơ hội rèn luyện, cọ sát cho sinh viên. Cô nàng chính thức trở thành giảng viên ít tuổi nhất của Đại học Hoa Sen. Người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ: Miyu, nữ hot girl có thành tích học tập đáng nể khi cô từng đỗ á khoa của Đại học Kiến trúc với số điểm 25,5 và là thủ khoa cao đẳng văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh với 29,5 điểm khóa 2007. Tuy nhiên, cô quyết định theo đuổi niềm đam mê thiết kế. Đến năm 2013, Miyu tốt nghiệp với bảng điểm cao chót vót và được giữ lại trường công tác. Ngày 3 tháng 6 năm 2017, nữ diễn viên vui mừng chia sẻ trên trang cá nhân thông tin hiện cô là giảng viên của Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Futech. Ngay lập tức gây ra những tranh cãi nơi đồng nghiệp cùng sự hoài nghi khả năng từ công chúng. Vào tháng 5 năm 2020, Miyu tiếp tục lên tiếng khi bị hiểu lầm: "Tôi xin có chút thông tin đính chính để tránh những thông tin sai sót. Tôi hiện đã là giảng viên của Đại học Futech nhiều năm rồi, không còn là trợ giảng như một số trang tin gần đây đưa tin. Xin đính chính để tránh những thông tin sai sót và hiểu lầm. Cảm ơn mọi người." Dương Hoàng Yến, giọng ca Không Phải Em Đúng Không, sinh ra trong một gia đình không có ai theo ngành nghệ thuật. Tên tuổi của cô bắt đầu được công chúng biết đến kể từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm 2008 với giải Triển Vọng. Khi đó cô mới 17 tuổi. Năm 2009, Dương Hoàng Yến thi đỗ thủ khoa vào khoa thanh nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp với số điểm cao nhất, cô được giữ lại làm giảng viên thanh nhạc tại trường khi chỉ mới 22 tuổi. Và những năm qua, dù công việc ca hát có bận rộn cách mấy, Dương Hoàng Yến vẫn luôn sắp xếp để hoàn thành công việc giảng dạy của mình. Có bạn khi biết thông tin mỗi tháng tôi nhận 2,9 triệu trên một tháng cho công việc giảng dạy thì khuyên nghỉ hoặc tạm thời xin nghỉ để tập trung cho việc phát triển sự nghiệp, chạy show. Nhưng tôi có trả lời rằng dù có phải hủy show chứ tôi không thể bỏ các học trò của mình, bạn gái ca sĩ Vũ Hà Anh nói. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, bạn nghĩ sao về họ?